Tao muốn đi nè cả nhà, đây là tao muốn đi nè cả nhà. Đấy. Muốn đi làm gì ăn ta? Chiên bơ hả? Cháy tỏi bơ. Cháy tỏi bơ. Ấy rất thấm nha. Fit. Ờ fit tech gì chứ. Độ sâu là 60m là đối với cái đẹp. Thui rồi. Ủa, cái này cách gì vậy ta? Cách đang thui cả nhà. Ủa, sóng biển luôn kìa. Quá trời to luôn. Bữa nay gió thổi dữ lắm cả nhà. Nè. Nhìn cả kia. Nặng chịch. Nè cả nhà thấy không? Đó. Nè. Có cây lên không ạ? Ừ. Cái này gì em? Thịt ngát. Đúng rồi. Tôi lên nha. 1, 2, 3, cười tôi lên. Chụp tấm tốn lon bia. Canh gì ta? Để canh gì anh em thấy hợp lý để mình thói màu. Để mình dán chồng lên cái chữ đó đó. Đâu rồi ta? Cái đó mấy file thiết kế mình gửi ở đâu rồi ta? Đây, đúng rồi. Đúng giờ phết nha. Hello, trễ, đã trễ quá đúng không? Đúng vậy, khủng khiếp. Em biết đâu, quay là mình nhìn cái chữ đấy. Chị đi đường này xong rồi về sau chị tôi nói nhiều. Không có chơi tao không cho nước mãn được. Này cầm của em Di một cái là em Di la làng luôn. Cưng ghê. Anh đã cô đạo nhiều mà. Anh nghĩ biết. Là rất là lý thú. Em cũng đang đặt cái niềm tin đó rất là lớn đó. Cái đợt bão này là hơn 4 tỷ rưỡi. Trong cái đợt này. Một đêm của nó. Hello cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Thật nhiều niềm vui và ý nghĩa nha. Bây giờ mình đi qua quán đây. Ngày mùng năm này mình sẽ về lại đất liền cả nhà. Mình về lại đất liền để mình đi dự cái hội nghị á cả nhà, offline á của game bên VTC. Hồi xưa là mình là một game thủ phải nói là có tiếng luôn cả nhà, từ Bắc tới Nam luôn. Nói về game tập kích đó là ai cũng biết mình chứ. Hang game trưởng clan của clan dân miền Tây. Con mít chuồng là đại diện của thương hiệu logo.
và để là dân miền Tây. Sự là mình chơi game khá là dở cả nhà, chơi game rất là dở luôn, bắn súng đó, đó là game cả tập kích bắn súng cả nhà. Đó. Xong bắt đầu là mình bắn khá là dở nhưng mà được có cái mình điều hành cả nhà, may mắn điều đó mình điều hành hỗ trợ cho anh em nữa, quan trọng nhất là hỗ trợ, đừng nói điều hành, hỗ trợ cho anh em rất nhiệt tình cả nhà. Thành ra là mình lập lan ra, mình hỗ trợ Long Lan, xong mình hỗ trợ ở chợ ngoài lan, tức là trong ban hội, trong ở ngoài ban hội luôn. Từ đó mình quen biết rất là rộng. Thái đâu hả? Đi đâu rồi? Chơi à? Không, anh đi qua quán quanh nhà hàng để anh coi nhà hàng. Thôi tối tối rảnh qua nhà hàng nhậu. Ok ok em chơi. Xong bắt đầu là Thái là bên vườn quốc gia cả nhà, vườn quốc gia Côn Đảo, bên hạt á, là bên hạt Vĩnh Long. Xong bắt đầu là mình giao lưu với anh em mà chơi game nó tập kích đây, tại là cũng quen một số anh em lớn tuổi nhiều lắm cả nhà, lớn tuổi nhiều lắm trên mobile mobile. Sau này bây giờ tại là bên tại hồi xưa mình cũng có uy tín á, nói chung uy tín chứ phải là cũng có nữa. Xong rồi tới bây giờ hiện tại là thành ra mấy anh em VTC mà hiện tại là họ tổ chức cái hội nghị gì là họ mời mình lắm chứ cả nhà, mời mình nó giống như là dân kỳ cựu chứ không, giống như là các bác hồi xưa chiến đấu cầm súng quanh quanh liệt liệt, thì bây giờ hiện tại là mình bắn súng trên game, nhưng mà được có một cái là mình cội nguồn nữa cả nhà, cội nguồn á, thành ra là mình được mời đi. Thì tới bữa đó mình đi về mình sẽ quay cho cả nhà xem. À. Các chú bộ đội đang làm vỉa hè. Ơi con thuyền ta ơi, đợi đậu xe này nắng xe lắm, đậu ở đây đi. Chiều nay có khách ở trong đây cả nhà, giờ mình phải dọn dẹp cái này thôi. Trang ở ngoài sau kho này, ơi ông Đông ngoài sau này có để cái này được không? Ngoài sau nè. Cái gì gấp lỡ gấp vô ra nó cực lắm. Có khách rồi, chiều nay có khách vô đây à? Để tạm đi.
này là phong phong để chụp thôi, chụp món ăn. Muốn đi làm gì ăn ta? Chiên chiên bơ hả? Cháy tỏi bơ. Cháy tỏi bơ hả? Cháy tỏi cháy tỏi bơ. Cháy tỏi bơ cả nhà. Tôi muốn đi là cháy tỏi bơ ăn. Thank you.
chết. Trời mẹ nó thiệt chứ. Bây giờ mình đi ăn thôi cả nhà ơi, đi mâm thôi. Bây giờ mình đang edit trở gian, giờ đi ăn miếng nha, bụng rồi. Lên đường thôi. Đi kiếm gì mâm thôi. Vừa đó đây hả? Đồ chơi của mày hả? Nè. Đó. Mặt nhăn nhăn khó chịu quá vậy. Bữa giờ làm quen gần đó, ở đây gần hơn tuần lễ mà vẫn chưa quen được luôn. Mặt nhăn nhăn. Đi ăn cơm. Đây ăn cũng chiều luôn, ăn cơm trưa luôn. Đi mâm mâm thôi. Bữa nay nó gió quá trời gió cả nhà. Bữa nay mắc cái gì mà gió dữ vô. Phơi đồ, bay đồ quần áo lum lạ nha. Giờ chặt lại. Ngoài biển này phải là gió khoáng thất thường. Ba hồi nó êm, ba hồi nó gió đùng 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 đùng. Ngày thì trời êm biển lặng, ngày thì trời gió hay hay luôn. Giặt đồ phơi đồ mày túa lừa vậy. Bây giờ chưa chạy xe đi cặp vào hồ chơi lần nào thiệt tình. Rồi để vài bữa đi mình sẽ chạy xe cặp vào hồ chơi hai cái nhà ha. Cơm Kiều Trinh à, 20m ở đây nè, còn bán không ta? Còn cơm không? Cơm ôi trời, hết món hả? Còn gà nữa hả? Mình
cũng ngán gà quá, không có gà kho sả cũng ăn đỡ vậy. Gà kho sả trứng, gà kho sả với trứng đi. Với có cà pháo ống tôm không? Còn lấy cho anh một phần luôn. Này siêu thị gì ta, Takimat, siêu thị Takimat đấy nhỉ, siêu thị cũng to lắm à. Anh ngồi đi em dọn nha. Ừ, anh đi vòng vòng. Ôi, quán này cũng rộng rãi dữ ha. Ôi dạ. Trứng hả? À? Lấy hai trứng đi. Takimat. Ủa, nó làm cái đề co nó đẹp quá kìa. Cái đề co. Đề co nó cuốn theo gió hả ta? À. Đồ co hình muông sen nè. Hay á, đồ co nhìn nó cuốn á. Máy phát điện. Ở ngoài này hầu như là mấy cái trung tâm thương mại hay là mấy cái nhà hàng khách sạn nào có đều có máy phát điện hết trơn cả nhà. Có điện to. Hôm rồi bên chỗ các bạn anh em có chia sẻ là ở này là mỗi khách sạn là hồi lúc trước có chương trình tiết kiệm điện là mỗi khách sạn này bật bao nhiêu tiếng là khách sạn kia bật bao nhiêu tiếng, không có sử dụng điện lưới của nhà nước á. Tại ở ngoài đảo này hiện tại là hầu như là cũng là điện được cung cấp là nhờ máy phát điện ở trên núi rồi cả nhà. Ủa cục đá là ở nhà em đem về để em làm hay là ở đây có sẵn vậy? Cái này là cái nhà mình em mướn. Ờ vậy hả? Dạ. Người ta đã có sẵn vậy đó em mướn. Ờ, cái cục đá nó dình lại. Rồi mời cả nhà. Mình ăn hai cái trứng. Hổng tôm. Em có ớt sắt không? Ớt xay. Ớt xay á? Dạ. Đi qua đây nè, ông bảo biểu này ơi. Ra đây. Miếng thôi em, ít thôi. Rồi, cảm ơn. Đó, lắm cả nhà. Hai cái
trứng, thịt gà, xả, cà pháo mắm tôm. Đó, làm mời cả nhà nha. Hello cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Và bây giờ là mình sẽ đi siêu thị cả nhà. Mình đi siêu thị mình mua sữa chua và sữa uống. Kèm với nữa là mình sẽ mua sữa rửa mặt. Mua sữa rửa mặt để rửa mặt cả nhà. Đi thử cái đường này thử cái ta. Đi đường cặp Ba Kè thử coi. Ồ thấy ghê quá. Cái đường to hùng. Không ổn sao đâu. Thôi đi siêu thị trước rồi để em coi đóng cửa 8 giờ mấy rồi. Đi siêu thị thôi, mua sữa chua uống, mua sữa uống bồi bổ sức khỏe. Tết nhân ái chu nhân thịt hội chữ thập đỏ. Hồi sáng nghe Hiếu nói là trái cây ở bên chỗ cúng mùng 6 sẽ đem về đây cả nhà, để cho những người nào mà cần, người ta cần, người khó khăn á, cần người ta ăn. Cho các chú bộ đội đó, như thế. Đấy, siêu thị đây. Trời đồ nó quá trời kìa. Đồ giúp. Ấy da có hai con lần dễ thương quá.
có chợ đồ Tết như vậy. Mình mua sữa tươi, sữa mặt. Mua sữa mặt thôi cả nhà ơi. Ôi thẻ, có chịu khoản không? Cảm ơn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi ra biển, ngoài biển. Mình ngồi mình uống một bịch sữa tươi, ăn hũ sữa chua. Không quên. Em ơi có muỗng sữa chua không? Muỗng. Cảm ơn. Mình sẽ ra ngoài bãi biển mình ăn sữa chua cả nha. Chua thôi. Giờ mát mẻ quá đi. Đây à, mua ủng hộ chú tại số à. Trời, chó dễ thương chú. Cháu chú hả? Ôi trời. Trời chú cao không kéo nó giùm tay nó tiêu. Để thay thật rồi. Qua cho. Đây còn 29 đi chú. Đây là bài hết trơn rồi. Đây con chó dễ thương luôn cả nhà. Rồi đây. Đây nè nha. Thôi cái ngồng. Quá tóc không? Dễ thương cả nhà. Theo bố bán giấy số hả? Anh tên gì chú? Sushi. Ai sushi? Sushi. Con cảm ơn chú ạ. Chú sữa tươi à, làm bịch sữa tươi cho nó ấm bụng. Dạ vâng. Con đi chú. Quên, đèn xanh đỏ. Đi sushi ơi. Ê sushi, đi nha. Lên nào, đi chơi không? Lên xe à, lên xe đi chơi. Đi lên xe đi chơi. Lên xe đi chơi không? Sushi, lên xe đi chơi. Sushi. Sushi ơi.
Cưng ghê. Ok, bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài bãi biển và mình thưởng thức món sữa chua và uống một bịch sữa. Khi mà khách du lịch đông nó vui quá cả nhà, khách du lịch ít thấy buồn hiu. Chạy xe ra đảo này là ngã ba ngã tư nhiều lắm cả nhà, cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cái hòa hướng, cái hòa xứ, cây hòa xứ nó thơm giá ngoan. Hòa đó hòa xứ hòa gì ta, thơm quá. Nghe cái mùi đó sao sao á. Ai lên xứ hoa đào thì vui, vui mừng về thôi. Ôi ra đây đút nhang cho mấy đồng chí đã, cho các chú quên, các chú bộ đội, chú. Tắt rồi. Gió lắm. Này có mồ ngoài lên đi. Nè, thấy nè. Đúng rồi đó, để cho anh điện điện. Để cho anh cháy tay á. Quá gió sống. Bữa nay là ở trong đất liền là nghe nói mưa cả nhà, nên ở ngoài là này là gió quá gió, mà gió là nó đi theo nó sống nhiều cả nhà. Rồi, sống bạc liên tục luôn. Quá.
chứ. Lên xứ hoa đào dừng chân nghe hồ ngâm quá gió, bữa nay gió dữ ta, gió dữ đứng ngang đầu cả nhà ơi, này gió sóng biển ui nó hút kìa, gió nó hút vu ghê thiệt, gió nó vút dây điện nha, view cả nhà. Gió quá, gió ở nhà nước nó tạt tạt cho mặt mình không à, nước biển nó lên nó tạt tạt cho mặt luôn á. Ôi cái này tháp canh nè, tháp canh nè nha, tháp canh cái đầu mà đầu bót hồi xưa cũng chắc thời chiến á, nhìn cái đầu mà cái đầu mà đứng chắc gác để đồ đứng gác này. Ai lên xứ hoa đào tường đá cao to, cái bàn cái bàn nó cái cạnh ui cái nhà chắc ấy không bán hàng rong trong khu vực di tích. Ồ. Mô hoặc tư điểm tàu xe đi đâu đó, ê, bên đó nó có cái gì đã lắm kìa, à, cái đó là khách sạn này, đâu bót nữa cả nhà, còn để đứng canh á, đứng canh. Xe ở ngoài này quăng tứ tung ngoài đường cả nhà, không mất đâu cả nhà. Xe ngoài này là không mất đâu. Quăng tùm lum hết trơn. Không gì mất.
ơi, bậy, đường cấm. Đường cấm, đường cấm, đường cấm cả nhà. Không cấm gì đâu. Gì tới nó cấm đó. Đợi sắp rệt này cả nhà. Đợi chuẩn muốn sao. Nếu mà soi trung tâm mà nó là riết chết rồi. Trung tâm nha, chứ không có nói về gì trung tâm nha. Ngoài về trung tâm là có Colorado cái gì? Colomando gì đó cả nhà, Colomando với thằng gì đó là bảo tàng, ơi bảo tàng này cả nhà, bảo tàng cục đảo nè. Bây giờ chạy ngang hoài mà không biết luôn. Colomando với thằng gì đó là lớn nè, đạt chuẩn 5 sao. Lô ve cùng đảo đây nhà tôi, cùng đảo bên đây nè cả nhà, bên tay trái nè, điểm đến giảm nhựa, yêu cầu quý khách đi bộ vào tham quan di tích, không được chạy xe vô nữa nha, đi bộ rồi. Ga cô 6 thật sự là con cũng không biết nữa, nhưng mà con nhớ là cái đường ở phía trên kia. Đi đi đi, đi. Con cũng đang rảnh đây, con chạy. Con đang rảnh đây. Dạ. Đang rảnh rỗi là không có gì kỳ làm. Dạ. Con nhớ là đâu lên đây cái gì đó. Nó đi ngược. Để con bật Google Maps ra con coi cái. Để con bật lên coi, để con xíu. Bên trái đi, hình như bên trái á. Đường đường mới mở. Đi 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 đi. Đi thẳng đường này xong quẹo bên tay phải là tới á. Đúng rồi. Thẳng đây quẹo phải lên là tới rồi. Con đi vòng vòng tại con qua con mới cúng cô rồi. Qua con cúng cô đã. Đậu xe đây nè, đậu xe đây nè con. Đậu xe đây nè. Vô đây cúng nhiều cả nhà. Bữa tối khách có vô đây cúng nè cả nhà. Xe máy với xe đậu bên đó đó. Cả nhà có ra đây thì hãy liên hệ với mình 0933 866 116. Mình sẽ có bên các anh em sẽ hỗ trợ các quý khách hàng và các anh chị đi tham quan cùng đảo, tham quan hết đảo luôn.
rồi đi cúng kiến, rồi đi tìm hiểu chỗ này chỗ kia các kiểu. Thật sự mình cũng là một du khách nữa cả nhà, mình cũng là một du khách nữa, nhưng mà có cái là mình đi ra đây cái đầu mình chơi, mình gặp anh em người này người kia, xong rồi quen biết từ từ xong rồi tại là mình ấy luôn. Anh Thành có nhà quán không? Dạ. Anh Thành có quán không? Đi ô phê. Ô phê. Ai có khách à? Ok, về máy đi. Ok. Ok. Thằng hỉnh. Thiếu hùng. Cảm ơn nha, về đây. Chủ quán ốc 68 rồi nhỉ. Thôi định mệnh tới về sớm làm việc tiếp. Hiếu bây giờ nãy trực ban, trực trên hạt chảnh, không về luôn, quá tội nghiệp mà em. Tính ra ngoài bãi biển mình bò kè, mình ăn sữa chua, uống sữa rồi cả nhà. Nhưng mà ngoài đó nó sóng biển quá, nước biển chăn vô mặt, xương như xương, muối rít kịch rồi. Thôi đi về luôn, vòng vòng chơi mà thôi. Dạ. Yeah. À mình sẽ đi cặp bờ hồ ban đêm cho cả nhà xem thử ha. Đây, đây. Ồ, mình sẽ đi cặp bờ hồ ban đêm. Đây là bờ hồ dự trữ nước của Côn Đảo cả nhà. À cái hồ chứ dự trữ nước của Côn Đảo. Mình được nghe những anh em kể lại, nói lại cho mình biết. Trên kia sáng tút, trên kia là gada đây cả nhà. Có dịp mình sẽ lên đó, mình sẽ review quay cho cả nhà xem, rất đẹp trên đó. Ồ, cái bờ hồ này dài dữ à. Chạy thăm thẳm chiều trôi luôn nè.
tốt nữa, pha khó chịu quá vậy. Bật đèn xuống em, bật đèn tốt pha không thấy được đường. Ủa đâu chạy đâu dữ trời vậy. Ôi sao mà chạy nó càng ngày càng xa vậy ta. Cái này hình như cái hướng đi vô trung tâm lại sao đó nhầy. Ngoài con đảo này đúng là mát thiệt cả nhà, mát rưỡi luôn á. Chạy ở phía trong nha, đừng chạy cặp bờ biển mà sóng đánh lớn quá, nước muối văng lên rất dịch nha. Nhưng mà chạy phía trong á là trong cái hồ nước ngọt này nó mát rưỡi vậy. Rồi, rồi, ra tới đây, là đâu đây? Đường Nguyễn Linh. Ở ngoài này hiện tại là cái đất cả nhà được kiểm tra rất là nhặt. Còn nếu mà đất thì nhà nước sẽ phân lô ra đấu giá cả nhà, chứ không phải là của nhân dân đâu. Đấu giá đất quỹ đất nó kiểm tra nghiêm ngặt lắm, chứ không phải là muốn phân lô kẻ nền kiểu gì là kiểu đâu cả nhà, không phải vậy đâu. Ngoài côn đảo này nó khó, Phú Quốc thì hiện tại là một số chỗ nó còn là lung tung beng, tại đất nó lớn nó rộng bự to đó nha. Còn ở đây hiện tại là côn đảo này kiểm tra khó ngặt lắm. À nhà nhanh quá kìa, đường nó chỗ ra bên chỗ thằng nhà ớt đây, nhà ớt rồi tại quán cà phê anh xinh nhất đó. Mình lại đánh một vòng tròn nữa. Đây cà phê tao xinh nhất đây nè, hình như nó có bãi biển đẹp lắm. Nhà hàng Phương Tâm, trời ơi cái nhà hàng Phương Tâm nó cũng tẹo cả nhà ơi, làm ngắt luôn. Ồ một nơi tốt đẹp luôn. Ủa giờ đây đóng cửa luôn rồi. Nhà phim to mà sao ớt hà ớt cái này nó mở cửa này. Cái nhà hàng này nó không có marketing rồi, không có đầu tư tới, không có dạng chạy quảng cáo hay là chạy đưa ra chiến dịch này nọ, mà mở ra khơi khơi là nguy cấp luôn cả nhà. Đưa lên chiến dịch, làm chiến dịch marketing hay là chạy quảng cáo này nọ đồ, chứ không chạy quảng cáo là mệt lắm. Không đưa ra chiến dịch chứ không đưa ra một cái kế hoạch gì là toi. Ồ có tiệc à, vui vậy. Cô là bà có cái quán cà phê đó dành cho mấy người nước ngoài đó nha. Ở đây cũng khá là đẹp. Đây là chỗ sẽ dành cho ổ đi là người rất dây đẹp ha. Đây là sẽ dành cho
cập cảng của tàu Express cả nhà, tàu đỏ mình nghe nói vậy. Nhưng mà mùa này gió nó gió mùa Tây Nam đẩy vào mạnh quá nên tàu cập cảng này không được, nên tàu quên đến đập. Chứ bên đây là lại là cập cảng của tàu Express tàu đỏ. Nó đánh không được, được chưa? Bóng thở tí như lạnh trên hay sao tôi lấy chế ngồi dưới tôi đánh mình vừa lạnh điểm nhấn đánh nhàn nhịn nhìn để lên điểm nhấn này lần cái đầu co con rồng con đảo lại chạy xe coi đó là cái đầu co con rồng con đảo đây nè đó con rồng con đảo đây. Đứng đây chắc in sọ đứng đây ơi ra ờ tết đứng đây phải ngồi phải ngồi xuống như thế này chỗ này chọn nít đứng á này là sử dụng là dán đề can xong rồi tắt form đó nha form mút cái này cũng vậy luôn. Cái này form luôn. Form xong rồi đi cái viền để đi cái viền sắt. Dán keo silicon để cho nó giữ cái khung gió nó bật không gãy. Này không phải cắt CNC nữa nha. Cái này không phải cắt CNC đâu. Cái này cắt bằng dao. Dao này không phải CNC. CNC là cắt nước. Cắt nước bị dùng là nó kéo chặt cạnh như vậy. CNC nó ngoài đó này nó ra xuống làm gì là được. Như thì cho nó kiện giác lắm đây. Giác lắm để trang trí một cái gì ngoài này làm cái gì ngoài này nó chung nó đắt đỏ đôi từ kia ba lần không có luôn so đất liền mình làm chưa xong mình làm còn non đầu cũng đúng mình chắc thiết kế chưa xong để coi chưa xong cái này thì cái form này hiện tại là chỉ cần cắt dây chì uống hình trái tim trong rồi đi đèn led phun thấy đơn giản gì chứ cầu kỳ cũng cực khổ lắm anh em cũng cực lắm á nhìn vô đơn giản như đó nghĩ là cực lắm á mình cũng làm đồ co cho mấy quán ăn nhà hàng khách sạn tùm lum ở trên hình nhìn cho mình cảm nhận được cả nhà mỗi một đường dây điện của anh em mỗi một đống đèn là một cái tâm huyết một cái công sức ẩu hay không ẩu gì thì nói chung là cũng là một cái làm nhưng mà có đòi hỏi đặt cái tâm đó hay không được thấy không welcome to Côn Đảo Operation Boss cảng tàu khách Côn Đảo đây cả nhà cảng tàu khách Côn Đảo đó. Bến thuyền du thuyền gì đó đậu đây có barrier nó trắng nhưng mà cái bây giờ đã là chưa có người tới lui thành ra nó cũng mở lên vô ra bình thường này giống bộ máy chứa nước của Côn Đảo này à không cái này cục này chắc có lẽ là nó là cái biểu tượng gì đó khu vực biên giới biển biển ui ui lá cờ cây cờ to các bạn đây cây cờ đó.
này ông cờ không phải là cây cờ, lá cờ to giật phăng 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 luôn, cái sắt đặt nữa mà chắc sắt luôn á, lá cờ to quá giật phăng phăng luôn. Thành phố Vũng Tàu kính tặng năm 2020 tặng cái cột cờ này. Mình lại quay về ngay chỗ cầu 914. Thôi quẹo vô đó đi ra đường kia. Nó có cái cây đèn đẹp. Đèn bốn mặt này cả nhà. Đồng hồ. Đèn đồng hồ bốn mặt. Tôn đảo. Kem cà phê cỏ mày đông quá trời cả nhà. Cà phê đó chắc giờ cho giới trẻ sao mấy bạn ngồi đánh bút bóc rồi. Ok cả nhà, bây giờ mình sẽ qua bên Đất Thấm cả nhà. Đất Thấm là bên chỗ vườn quốc gia Đất Thấm cả nhà. Mình vào bản bữa nay mình sẽ quay phim cho cả nhà xem. Mai là mình về đất liền rồi. Về đất liền xong rồi bữa mình ra mình đi về để họp bên VTC. Gỡ anh em giao lưu bên anh em VTC. Giờ mình sẽ đi qua bên Đất Thấm rồi sau đó sẽ có người đón mình. Sau đấy các bạn là đi đường Đất Thấm rất là quải.
đi tác nghiệp, quay cho cả nhà xem. Tại vì đường bên đó nó lên núi mà khó đi lắm, nhưng với sự nhiệt huyết và đam mê thì mình sẽ dẫn cả nhà cùng đi. Tiền là mình sẽ phải mua một gói cái đã, đã không ai bán ghê quá vậy. Lấy gói thuốc Sài Gòn chị ơi, lấy gói thuốc Sài Gòn đi. Lấy em gói thuốc Sài Gòn đi. Em mới mua bia hôm qua kia rồi. Hôm nay vô là bao nhiêu tiền vậy? 15.000. Nhớ rồi. Thanh Kiều. Cảm ơn chị. Rồi đi thôi cả nhà, đừng lên đất thấm quanh co ba bên bốn bể là rừng với cây. Gió đưa một chút là gì, gió đưa cây lá lung lay. Dạ bố mình sẽ làm bài thơ ở bên đất thấm cả nhà. Mình sẽ làm bài thơ bên đất thấm. Và qua đó mình sẽ chụp hình mình tác nghiệp bên đó, xong bắt đầu mình sẽ quay cả nhà xem nha. Ngày mai là mình về đất liền rồi, thành ra hôm nay là mình sẽ chích ra một chút thời gian để mình lên đất thấm cả nhà. Lên đây hôm rồi có mình có đi một lần buổi tối á, chiều tối á. Đợt này đi buổi sáng để đi xuống bãi biển, nghe nói bên đó đẹp lắm. Thì Hiếu sẽ dẫn mình đi xuống đó tham quan cả nhà. Ok cả nhà nha. Bữa giờ mấy ngày mới ra đây, bữa giờ là ngày bữa nay là mới được cảm giác giống như là nó thoải mái được chút. Đường dốc quá, dốc ghê quá. Ê thủy rồi nha, thủy kìa, chạy lẹ chứ không phải chạy chậm lên, nó ra nó giật đồ đấy nha. Trời thủy. Hãy cẩn thận mới được, nó giật đồ á, mình đem ra đồ quá trời luôn. Vườn quốc gia Côn Đảo cả nhà, đây là hạt nằm ở đây, đường xe chính.
đâu ta? Còn Hiếu hình như lập chốt đây đúng không ta? Ủa, lậu mà. Không phải đây rồi. Nhầm. Đi hướng trên nữa. Đây là khu vực vực quân sự. Mình đâu có vô được. Này là khác. Mình nói vô đây đúng không ta? Phải rồi. Chạy vô đây nè. Để coi nè. Bật Google Maps rồi coi coi. Ê, chào bác. Đi. Văng xe đây hả? Ngày mai đi trỏng xong rồi lại ra tiếp. Ôi cái này để trước sau nó mình sẽ bay xuống dưới luôn. Bắt đây giùm em nha. Ok. Ok. Đi ban ngày cả nhà, bữa hôm mà đi buổi chiều hồi tối. Nhìn qua camera thì mình có thể thấy là hiện tại là nó sẽ bằng phẳng, nhưng mà thật sự ở ngoài nó rất là dốc cả nhà. Dựng đứng luôn nha. Ở trên đây cả nhà, từ đường nó khó đi luôn, cùng đá sỏi gì đâu không, dốc dựng đứng. Rất là khó đi cả nhà. Cây này cái gì to quá. Cái gì ta? Đi bộ lên rồi cả nhà coi thấy không, nó dốc ghê không. Ồ, mình đi mà giống như là đi sân khấu nghiêng vậy cả nhà. Nè cái nhà coi nè, nó sát đất luôn nha, thấy chân mình không, đi như sân khấu nghiêng luôn nè. Ồ trời ơi chạy lên. Ôi mỏi chân luôn á. Ồ quá trời này, sổ chân luôn đó nha.
Đây luôn. Hết đi đi. Đây luôn. Ôi trời ơi. Ở đầu đường mình chạy vô khoảng mấy phút anh? 15 phút. Ôi trời, 15 phút. Đội bộ chắc 3 tiếng quá. Hồi nãy cái chỗ hồi nãy đi thẳng luôn là nó đi đâu ta? Quay trở lại á. Đường này kìa. Ừ, cái đường này hồi nãy mình quẹo xuống á, quẹo trái, quẹo trái. Đó là quay trở ra cái đường mà có cái chốt trượt á. À. Đường ra đầu hang đường này, cái khách ta để xe đó. Ờ, rồi. Ê, cái này dốc đứng rồi thấy không? Này không bao lâu là thấy nhau trên dĩa thấy bố một lần quá nguy hiểm. Thank you.
xuống này ở đây ấy đi lên còn khủng khiếp hơn nữa nha, ngồi rồi nó gồng rồi cứng người luôn. Quá trời nó xuống bị ở dưới. Đi đường này đúng rồi là xe ôm luôn. Má không ôm là té xuống vực. Anh em nào muốn chạy xe ôm mà dạng mà xe ôm đúng ôm luôn thì anh em cứ đăng ký vô tham gia vô cái khóa hiện tại là đưa cứ khách ở gần ấy đất thấm nha. Chị trải nghiệm được. Chỗ này mới đúng là nguy hiểm rồi cả nhà. Đó nguyên cái vực luôn thấy không? Úi giời ơi. Là một cái là xuống dưới luôn. Rất nguy hiểm chỗ đó. Đó là rất nguy hiểm. Tính ra xe của mấy anh em khỏe thật. Bãi bàn hả? Dịch vụ ăn uống ở đó hả? Đó, đây. Hả? Ủa cái đường đó là đường đi đâu anh? Bãi bàn. Bãi bàn hả? Suối mà mùa này mưa hết rồi. Trong đây là cấm lửa nha các bạn. Anh đi du lịch mà hiện tại là hút thuốc rồi nọ, chỗ này là không nên các bạn nha. Đây là cái bản cấm lửa để liên tục luôn. Tại lá cây nó rụng nhiều các bạn thấy không? Dễ bắt lửa lắm. Bơi lợi vàng cây đủ thứ tên. Nhóc đứng dựng bạn ngồi mà không khéo là cháy quần luôn bạn. Ôi, nó mỏi
khỏi cơ đích luôn. Đấy các bạn ơi, tuyệt vời. Đấy rồi. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn anh em nhiều lắm. Đồ này ra cái nào quá nóng. Vô đây là không có wifi, không có 3G, không có điện thoại di động, không gọi điện được luôn. Chịu. Bây giờ để mình đi xuống xuống bãi biển này, cách 50m. Nóng dã man. Hiếu rồi. Anh em giỏi không? Canh tác, trồng rau, cải thiện, đinh lăng, quá giỏi, lao động tiên tiến. Dọn dẹp, trồng rau, cải, trồng chuối, thôi quá trời luôn, cải thiện. Giỏi. Đủ loại thứ rau, đủ chuối quá trời nè, giỏi. Đây chắc xuống bãi biển này nha, nghe sóng gỗ rầm mà bên kia kìa. Ui con ngồi kìa, trời ơi ngồi gí kìa, tóc mít luôn.
quá trời cao, mốt chế long thông. Mốt vào tốt ghê không, cải thiện tốt quá. Xới đất, đào đất lên, giỏi. Hàng sắt đường lưới lại làm trồng rau, đủ thứ. Này pin năng lượng mặt trời, dự trữ, phòng lưu trữ điện cái nha. Phòng lưu trữ điện của năng lượng mặt trời. Tủ điện năng lượng mặt trời LNMT ha. Nha, đó. Dụng cụ để anh em phòng cháy chữa cháy, máy bơm đủ hết. Bếp nút chuồng gà đó. Nè, dao bào mới mua nè, trong đất liền đem ra, mới mua cái bọc luôn đó nha, để bào chuối nè cho gà ăn. Giỏi ghê không nè cả nhà đó. Nè, bào chuối nè, trộn với cám nè đó, cho gà ăn nè. Giỏi chưa, quá giỏi luôn. Trạm trưởng giỏi quá nè. Đó, chuồng gà trong đó kìa, chuồng quá trời luôn. Nè, bào chuối nè. Ồ, cái chuối tốt mịt luôn. Đó. Nuôi gà, chuồng gà trong kia kìa. Gà thả lan, gà thả vườn, mấy gà này ngon lắm. Đủ loại chứ nha. Bồ ngót nè, trời cái trái nó tốt nè. Nè cái nha, bồ ngót nè, lăng nè, bưởi nè, đu đủ nè, trùm lum hết trơn. Tắt anh nghe, anh đây. Từ đây xuống ngoài biển gần không em? 50 mét. Đây hả? Ừ. Có đồ ăn cho mấy. Tạm biệt mà. Nha. Yeah. Đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Trời, con ảo con đuôi ra cho mát. Hồi nắng lắm. Hả? Nắng lắm. Trời chạy ra lắm. Ừ. Hả? Khách đặt ra đâu anh? Khách hồi lên đây hả? Ừ. Điện trước gì hả? Người ta điện trước gì hả? Này có lên phim phong chứ lại có phim lên điện. À. Trời. Đây cả nhà, cái đèn lặn biển này cả nhà, độ sâu là 60 mét, fit nè, Fitech gì chứ, độ sâu là 60 mét là đối với cái đèn này, rất là nặng luôn. Cái nhãn hiệu tốt quá nha, hỏi mình có lên Shopee mình coi á. Mà cái đèn này nó rất là chắc chắn nha, nặng nha, đèn này cả ký á, gần ký luôn á. Nó sáng bình thường á nha, nó không sáng nhiều đâu, do nó sôi dưới nước mà, kiểu giống như nó xuyên nước á, nó không sáng gắt đâu. Đèn loại kiểu lặn biển nó không sáng gắt, sáng dịu lắm, mà nó xuyên quá trời, kiến nó dày nặng cả ký luôn.
Vậy là bình thường là lặn xuống bãi biển là coi này coi kia Hiếu? Kiểm tra. Kiểm tra đúng không? Đã san hô này Tây Nguyên. Ờ, kiểm tra san hô Tây Nguyên. Anh đi xuống bãi biển à? Đúng rồi, đi, đi làm vòng đi. Anh đi nha. Ừ. Ờ. Rồi, mình nghênh đò xuống dưới bãi biển này. Mình phải ôm hết cái đống này đi cả nhà. Đi xuống dưới tác nghiệp thôi. À đâu, 50 mét. Ai da, trước mắt là mình sẽ lắp máy vô trước đi. Mình chắc không ôm theo hết đâu. Nhọc quá. Lắp máy vô sẵn. Lắp máy. Gió bay xuống biển luôn. Gió ghê quá. Phải tầm thức cam đấy. Ừ ừ. Nét đi này từ ngoài kìa. Không từ ngoài kìa. Nhìn cao. Từ đây xuống đó sao? 50 mét hả? Đoạn à. Xác quên à. Sạc thấy luôn á. Có quẹo qua quẹo lại gì đâu không? Hả? Không không. Đi cái chừng anh lạc chỗ rừng á. Không lạc á. Đi theo cái đường đó chung. Mua lạc cái chỗ đó 5 đồng cái anh mày lạc trong này chết luôn. Thiếu rượu, rung tài.
mặt phẳng nữa được. Luộc cái bìa luôn, luôn lan. Ốc của Ben này nhớ iPad, iPad sửa chưa lấy được. Bây giờ mình sẽ hái cây. Cây này nha. Lấy cây này nó dài hơn nè. Dạ. Cái gì nữa ta? Cái này
cái khung, hàng cái khung. Khung đâu? Khung à, khung đây. Tới ngã luôn. Chắc chịu rồi. Mình sẽ gắn cái bát. Bát nào đây ta? Thank you.
Ở dưới nó có tối không? Anh hai có tối. Anh sợ tối anh đánh đèn. Em trai. Ây da. Mấy cái đồ lũng vũ lặt vặt này thôi để nhà đi. Em theo mệt lắm. Anh dữ lắm. Thằng Hiếu nó bảo là hiện tại là mình mặc đồ mang lùm đùm nè, để khỉ đôi khi nó chụp nó bắt mình cả nhà. Mình chưa đi nữa, nó hù mình nè. Thiệt tình. Alo alo 1 2 3 4. Sao mình chuẩn bị tới hai máy quay gì ta? Nó một cái rồi còn cái chụp hình nữa chứ. Đi thôi. Đi thôi nhà ơi. Mình lùm đùm quá. Mình chọc bà Lý Sa Phạm biết thì mình y chang bà Lý Sa Phạm luôn. Thiệt á? Mày hù anh nữa. Có khỉ nữa hả? Cái gì vậy trời? Hiếu nó bảo là mình mang đồ nhiều quá, cẩn thận mấy con khỉ nó chụp đồ bỏ chạy cả nhà. Ok đi thôi, mình đi thôi cả nhà ơi. Đó. Ok. Đó là như thế này. Một tay mình sẽ quay trước, một tay mình sẽ quay sau cả nhà. Ok chưa? Rồi. Bật máy cả nhà ơi. Ok. Thì giờ một cái mình sẽ quay ngoài trước, một cái mình sẽ quay ngoài sau đó nha. Đó, xung quanh này. Đó. Đó. Đây là hạt kiểm lâm của gia côn đảo. Trần Vũ Lâm đất thấm đó nha. Đó.
giờ mình sẽ quay hai cái, một cái máy camera quay trước, một cái máy camera quay sau. Ui trời, cái này khá nặng đấy, nhưng mà không sao đâu, đi được. Mình nghe bảo là có khỉ á, nó giật đồ của mình phải cẩn thận cái nha, cẩn thận. Trước mắt là cái khăn của mình, chắc mình phải chắc cẩn thận mới được, không nó chụp. Rồi xong. Đó, đi thôi. Lên đường cả nhà. Ui, nặng dữ vậy ta. Đây. Đó. Cái camera quay về trước. Một cái camera quay về sau. Đó. Mình đang đi xuống bãi biển đất thấm cả nhà. Ui, cái đó cái gì ta, đang thui kìa, nhổ ong cái nha, cái gì á, thôi đi. Ôi, đây là có cây sầu tám cái nha, đó, sầu tán, đó. Đi vùng gần này khá là mát cả nha, rất là mát luôn. Hiếu nói là hiện tại là cách 50m là sẽ tới mấy máy biển cả nha. Ok, mình mong là đừng à, mình mong là mấy anh khỉ sẽ không có tấn công mình. Cảm giác rất là mát cả nhà, rất là mát, rất là tuyệt vời luôn. Rồi tới bờ biển cả nhà ơi, nghe sóng gỗ quá trời rồi, trời nó tới còn xa lắm rồi. Ở đây có căn nhà nữa nè, nhà gì đó. Giống rồi nha, giống rồi. Trời ơi, bữa nay sống sống đánh quá cả nhà ơi. Ở đây là cái gì ta, chắc cũng nhà của mình hạt cũng lâm á, chạm cũng lâm nó thấm hai chạm, à chạm là chắc cũng của bên chỗ Hiếu luôn cả nhà. Ủa cả nhà coi kìa, quá sống luôn. Đây cả nhà. Ồ. Trời ơi, sóng to bành bành luôn kìa. Bên này sóng lớn luôn cả nhà ơi. Đi, đi xuống dưới thôi. Ui, có bờ kè, cầu kè nữa kìa. Đây cả nhà. Wow.
thì bãi bạn nó thấm. Ôi trời, gió nó giật cả nhà ơi. Kìa, sóng biển quá trời lớn luôn cả nhà. Quá trời sóng biển luôn. Wow, gió quá cả nhà ơi. Vô qua. Mình sẽ thu một máy rồi bớt rồi cả nhà. Thu bớt một máy lại. Quá gió. Bến cập cano bãi đất thấm. Đây cả nhà. Bản đồ này đã là của Thẩm, mình ở trong phòng của anh Phan Biên. Có thấy nè. Đây cập nhật. Quá một cam cả nhà thấy không? Đó có một số cây nè. Đó hình như bữa đó có nhà kìa, hình như bữa đó có nhà cả nhà ơi. Bữa nào mình xuống làm fitness mình ở dưới bãi biển thử một bữa ta. Đồng mình đó, cái này hình như là nước ngọt trên suối chảy xuống sao, nước ngọt ở trên thượng còn chảy xuống nè. Đó cả nhà, sóng biển bữa nay quá lớn luôn cả nhà ơi. Nè, sóng biển quá to, cực kỳ to luôn, quá trời sóng biển, sóng biển quá lớn cả nhà ơi. Ở đây khá là đẹp cả nhà, mình đi dài nó chụp hình này đúng bài luôn. Ok, chắc có lẽ mình sẽ làm check-in một tấm hình cả nhà. Mà mình check-in ở đâu đây? Chắc mình đi qua bên kia quá. Đi qua kia đi. Một đá này gì tròn do mấy ông để đây ta. Giống đá ông Tạo á. Này phải chụp hình check in một tấm thôi. Check in ở đâu ta? Ngồi đâu hợp lý ta? Hay là bộ bên kia kìa. Túi bên kia mới đẹp. Thôi đi. Phải chịu khó vậy để có những tấm hình đẹp. Giấu đồ ở đâu đây ta, để cho mấy ông khỉ đừng thấy. Thôi đi.
ở đây rất là đẹp đó nha, cực kỳ đẹp. Nữa chắc chiếc nào mình làm một chiếc sinh tồn ở đây quá. Ui, cát gì cát đen nhìn đẹp quá ta. Nè, cát đen thui rồi. Ui, cát này cát gì vậy ta? Cát đen thui cả nha. Úi trời, bãi biển đẹp quá. Sao đi lúc dữ vậy ta? Có cái nhà gì đó cả nha. Ui, sóng biển luôn kìa, quá trời to luôn. Bữa nay gió thổi dữ lắm cả nha, nên sóng nào sóng nấy bành bành không. Biển em mình còn bơi được chứ biển kiểu này thì thôi chạy. Ui, cục đá tháng tư đẹp không nè, đẹp quá. Ở đây có một cái nhà nghỉ này. Nhà này cất đây để cho du khách cất đồ cất đạc quá. Có đồ gì? Dép bơi nè. Dép mua. Cái này mấy trăm ngàn cái nha. Cho con chiếc một không biết. Một chiếc à. Dép bơi á. Chị chân ếch á. Chân ếch. Ui, đá đẹp không nè. Nhìn đá kia nặng chịch. Ui, đây đồ đạc thì tá lả chứ. Câu kéo rồi nè, có dạng câu nè. Chỗ này giống như cái nhà mát người ta nghỉ ngơi vậy. Hay là nhà của mấy anh em kiểm lâm không biết. Ui, cái này cái gì vậy ta? Cái này cái gì lạ quá vậy? Bông cái gì vậy ta? Này bông cái gì cả nhà? Nè. Lạ quá. Cái gì vậy ta? Chụp hình lại. Này cả nhà thấy không? Đó. Nè. Có cây lên không ạ? Nhìn đẹp đẹp quá. Về ăn cơm quá. Anh mà chưa kịp làm gì nhưng mà kêu về à. Chưa kịp chụp hình nữa. Hello cả nhà. Tình hình là hiện tại là mình đang lạc ở trên bãi biển nha.
nó lạc chơi thôi, chứ mình đang ở bên đất thấm cả nhà. Bên đây không mạng, không wifi cả nhà ơi, không gọi điện được luôn, giống sống biệt lập vậy cả nhà. Bên đây sóng biển quá trời, mình giống một mình ở trên đảo hoang cả nhà, có hai cái máy thôi, tác nghiệp với mình thôi. Đó. Hai thằng bạn chí cốt của mình thôi. Ôi dạ. Không mạng, không wifi, không sóng điện thoại. Thử thách sinh tồn. Sống một năm trên đảo. Gì? Bữa nay hình như biển động sóng dữ à. Thấy rồi, ghê quá. Anh sợ mấy con khỉ đầu đàn nó xuống, ê, mấy con khỉ nó xuống nó phá đồ. Anh sợ mấy con khỉ nó xuống nó phá đồ. Đây. Cái chợ, cái chỗ này là chạm của em luôn hả? Chạm tủ hả? Của em hả? Vậy là đi lạc xuống đây có bị bắt không? Có chứ. Cái này to thôi bắt. Nhúc lại. VD cho VD thả ra hả? Trời ơi. Ôi cái đường trong đây tao sợ quá hiểu rồi. Ghê quá. Ôi trời ơi, nóng. Nóng nó nắng, nó mệt. Giỏi quá. Chết thôi. Quá giỏi luôn. Chắc rồi. Chắc rồi. Bữa cơm à, buổi trưa của anh em rau luộc thôi, với miếng gà à, cá canh chua cá. Cái này cái gì Hiếu à? Cái này cái gì em à, thịt ngan thịt ngan gọi là quế à, trong gọi là vịt xiêm. Cái này giống cái mùi giá cây. Giá cây ha. Đúng rồi. À giá cây ha, vịt xiêm giá cây tuyệt vời. Mời cả nhà hả? Không à, nóc. Thank you.
Ok cả nhà, bây giờ là mình sẽ đi tác nghiệp đây cả nhà. Còn cây kia nữa. Bây giờ hiện tại là mình sẽ đi tác nghiệp đây cả nhà ơi. Mình sẽ ra ngoài bãi bãi thơm. Cái gì ta? Đất thấm. Khu đất thấm cả nhà. Ok. Bây giờ mình sẽ lội bộ ra. Mình sẽ chụp hình cho cả nhà xem. Hồi nãy mình đem theo đồ nè, tùm tròn quá. Thì bây giờ mình sẽ đem theo đồ gọn hơn. Gọn hơn cả nhà. Ok. Giờ mình sẽ lội bộ ra. Thì mình đang đi từ trạm kiểm lâm Đất Thấm cả nhà. Trạm kiểm lâm mới nha. Đây là trạm kiểm lâm mới. Còn trạm kiểm lâm cũ là ngoài kia. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ lội bộ ra. Đó. Đường đi khá là chênh vênh đó nha. Mình sẽ đi cho nó ổn đẹp, mình sẽ chụp bụp. Mình đi chỗ nào mình thấy hay mình sẽ quay cho cả nhà xem. Okay.
nhà, thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ chọn một góc máy mình đứng chụp nha. Giờ mình đứng đâu hợp lý ta? Rung của mình ở đây. Trời luôn, mấy cái trầu cột này để biết được cái tốc độ nước của nó, tốc độ nước cao của nó như thế nào, mấy mét, trời quá trời, bụi đá trời luôn. Cao lắm. Hôm nay là mình sống dữ không biết nữa. Mai đi tàu luôn. Thank you.
Đây đứng yên chụp cho anh Tấm. Hai chị em đi, vô đi. Vắt tóc lại nha. Đúng rồi. Tươi lên nha. 1 2 3 cười tươi lên. Lại nha. Thả lỏng ra coi. Đúng rồi, chỉ đúng rồi đó. 1 2 3. Lại nha. Chưa. Chó dữ vậy. Một, hai, ba, cười lên nào. Nữa nha, cười lên nha. Một, hai, ba, cười lên nào. Ok. Rồi, lụm. Anh tên gì? Anh hả? Ừ. Thái Nguyên đi Cao Bằng, anh có công ty ở Cao Bằng mà. Gì đó? Ờ, thì anh em lấy số nhau có gì thì... Đây, chất Zalo đi, số điện thoại đi. Nhưng mà sợ không có sóng. Nên rồi mình cứ ai đi, cứ bấm số chứ đã. Ờ, anh em thì bấm số với nhau đi. Ừ. 0933 866 116. Không 0933 866 116. Nè, được không? Về chỉnh Photoshop kéo lại hình chút xíu nữa. Để cho đỡ tròn số. Ừ. Lấy số của anh đi. Rồi, anh bấm số đi. 09. Ok. Mà tối nay hiện tại rảnh không? Tối nay hiện tại là đi chơi đi. Đi với em. Em đi địa đầu tổ quốc của Cao Bằng thì cứ ới anh. Dạ. Thì anh sẽ dẫn chỉ đường cho em. Anh là phủ trên đấy rồi. Dạ. Anh cũng mỗi tỉnh ấy có một cơ sở. Thế à? Ra đường anh không được đánh trẻ con. Ừ, nhưng mà anh nghĩ là ghi nên lên lên Cao Bằng. Em lên review Cao Bằng cái. Ok. Đẹp. Nói chung là Cao Bằng thì đẹp, miền Nam thì nhiều mà. Miền Nam thì nhiều lắm. Mấy năm nay là Cao Bằng cũng phát triển về tại quê Cà Mau ở Hồ Chí Minh. Dạ hả? Ờ, Cao Bằng là em phải lên Hà Giang. Hà Giang lại là đầy. Ngoài đó nói chung là bên mấy anh em cũng thật sự là cái đợt làm đất không có đi tới lui nhiều. Cái đợt này cũng đi nhiều nhưng mà chưa đi ra đó lần nào. Để dịp nào sắp xếp chạy ra đó chơi. Em đối chung biết bà này là gì? Nhà anh ở Thái Nguyên. Nhưng mà công ty anh ở Cao Bằng. Thái Nguyên mà thay lại Cao Bằng. Ừ. Đây nè, hai chị em người ngồi bên cạnh đây nè, người còn ở đây, người ngồi ở đây nè. Đây nè, đứng đây chụp chéo qua. Ngồi. Gió dữ rồi ta. Rồi đó nha. Nhớ dòng xéo đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Cười lên nha. Ok. Người kia quay lại. Người áo đen kìa. Chéo đen quay lại. Đúng rồi. Quay xì vừa thôi. Quay ngó bên kia á. Đúng rồi. Quay chéo vậy đó. Đúng rồi. Chuẩn bị nha. 1 nè. Lấy hình nè. 1, 2, 3 nè. Lại nè. Yên nha, giữ yên đó. 1, 2, 3, ok. Tấm tốn lon bia.
chụp tấm là tốn lon bia nha. Ok nha. Dứt 1, 2, 3 cười lên đấy coi. Khóa máy từ từ để xíu. Lại xíu nha, đang test máy cái. Tăng ISO cao quá, hình ra hiện tại mình phải hạ xuống xíu để cho nó tươi đúng không? Từ nha. Xác xác lại xíu. Đúng rồi, cười nè. 1, 2, 3 cười lên nè. Cười lên cái nào. 1, 2 đúng rồi, quay lại hùng cái coi, hùng cái hùng. Xấu hổ nữa. Đúng rồi, lại nha. Đúng rồi, 1, 2, 3 là hùng vô, mạnh vô. Đúng rồi. Rồi, kéo. Ui, quá đẹp luôn rồi. Ừ. 1, 2, 3 nè, từng bình tĩnh nè, ngồi yên nha. Nhìn này ngước lên xíu. Đúng rồi. Một, hai, ba, cười lên nào. Được chứ. Gió hơi siêu. Một lần vô lại nha, 1, 2, 3 lấy hình nè, cười lên nè. Ui, tươi lắm. Đi thôi. Thế à? Ba anh em say say gọi là. Nhưng mà say say cũng nghĩa là không phải xín, nó kiểu vui ấy. Vui ấy. Thế là cái cậu bé bán hàng cái cậu bảo anh chị nếu mà uống cái chai này là vừa. Một lúc sau lấy chai thứ hai, các cậu mặt dài lấy chai thứ ba nữa. Em chờ nên chưa thấy bao giờ. Mình còn một cái bức ảnh ở chỗ Kiểm Lâm ấy. Anh kể cho đi nghe nhà anh đi vào trong Nha Trang. Trước ở bên An Lâm. Ừ. Và từ cái tàu đi ra cái bãi gần bãi tắm nó ở đảo ấy. Ờ. Nhưng mà anh ngồi uống bia với ông chủ tàu. Không vào nó liền được luôn. Mọi người nhờ nó rút. À. Thế là đỗ giữa ngoài trời. Lấy truyền thống là kéo vào, con tàu không vào được. À. Thế là anh để nghề truyền thống với mưa là. Ôi rồi. Say không về được. Đến cả mình cũng say. Ngất luôn. Hai ông hát luôn ở ngoài đảo á. Ừ. Hát tân cổ luôn. Mình đi này cũng tập trung không biết là lắm. À. Quay để thôi. Đưa đây bên đây làm video cho, gửi phải thô vào đây. Để mấy đứa này edit cho. Edit thôi. Tại vì chị hay đi. À. Như tháng nào đi. Hoang sơ ấy. Ừ. Còn những chỗ đông đông thì không đi. À. Em bảo cái người bây giờ. Hoang sơ á là hiện tại là bên chỗ. Clip ở trong đấy. Trong cái đảo nước nó trong này. Vèo quá. Hai đứa con nhà anh đây. Lớn thế à? Lớn rồi, đứa lớn nhà anh học FPT. Như hả? Học lớp 1 đấy này, à. Lớp 8 rồi, biển nó trong này mà. Chị hai đây. Đây là đứa cả nhà anh đây, thằng à. Còn đây là con ông chủ tàu. Vui nhỉ? Vui mà. Đây là ra đảo đấy. À hả? Nước nó trong này mà. Vui đấy. Trong này nó trong lắm. À. Đó là Nha Trang ha. Sau Nha Trang nhậu xong đồ cà hán luôn, đúng, ngon vậy ta. Tới bến luôn. Trận trắng hết nha. Không về luôn mà. Không có gia đình nhà anh ở cái đảo đó luôn. À. Ừ. Không về luôn. Nghĩ đúng bảo là. À, nhậu gì mà thấy trận trắng mắt như vậy. Mình ngồi uống với ba ông ấy. À. Anh chơi là quan điểm là mỗi ông non. À. Uống hết đi uống tiếp. À. Cho nên bằng nhau chứ mời nhau là toi. Toi. À. Xem không được. Cuối cùng nha Thu nhá. Ông chủ tàu không về. Ở đấy xong về muộn đến thì chiều nó rút là không vào được. 2 tiếng trên thuyền thì đâu. Không vào được. Thuyền ở ngoài. Mình ở lỗi tại mình ấy.
không uống bia say thì chắc ngon. Uống nước suối hay là Coca? Để em lấy. Em mời. Anh uống nước suối Coca. Anh uống nước lọc thôi. Nước lọc thôi không? Ok. Ngắt lên nè. Bênh cái mặt lên. À, sau lần này anh sẽ bảo anh ấy chuyển dạy cho một bài chuyển. Ôi trời ơi, mới ra quân thôi, có biết gì đâu gành đâu mà. Tuần lương là cũng phải nhập hết đấy. Anh muốn công bản hơn như ở Galo ấy. Công bản là công bản hơn chuyên nghiệp cho người biết các cái thủ. Lên được ạ. Go. Đi thôi. Ôi, cũng đi bộ chỉ có. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để mấy anh em chở ra Ngọc á. Bộ trần tệ nó vui. Ở ngoài cổng cũng có anh. Đây nè, sò gác hả? Đây nè. Đây này. Là cho nó tươi. Anh ok rồi. Đợt đó thằng Hiếu nó còn làm bên cái bãi đầm tre kìa. 12 giờ khuya mà loại 7 cái số đường rừng. Ôi trời, lên thăm nó. Lúc còn bên bãi đầm tre á. Khủng khiếp luôn. Hả? Không, chỉ là anh em với nhau thôi, nhưng mà thân lắm. Thì đó, lần đầu tiên đi xa đó là ra đám cưới nó ngoài ngang đó. Ngang. Vậy hả? Mới về hả? Hai chồng chắc cũng đi như chim nha. Hai chồng thích ăn món gì? Hả? Thích ăn món gì? Nhiệt tình là xay được rồi hả? Em hả? Em đô một lon. Cứ bỏ lon là dứt. Anh khác anh là khoảng bao nhiêu lon anh khác anh nha? Không tin. Ba lon là chỉ là khởi động thôi đúng không? Thank you.
Vậy là hồi nãy là gửi xe bên chỗ vườn quốc gia hả? Ở ngay hạt hả? À. Đây chị còn mối á. Cái gì ghê vậy? Cuộc gọi cuối cùng rồi hả? Là mấy anh em là có lội bộ đường này lần nào chưa? Mấy anh em có lội bộ đường này lần nào chưa? Lần đầu tiên hả? Hay giờ lịch đi ở lại ngoài này vài ngày đi. Ô mà đâu được, mai mình cũng phải bay về mà ta, quên. Ê mình chơi. Quá hòn chưa? Đúng rồi, ra hòn thăm rùa. À. Chú good. Tưởng được báo. Bộ hổm nhau. Bộ hổm nhau say bí tỷ luôn mà đi đường này về. Tưởng đâu là văng xuống đèo rồi đó. Quá trời dây leo to. Kinh. Buổi tối đi đường này ghê lắm. Ơn lắm. Ừ. Gắn lục đuôi đỏ đó. Không. Hiếm. Đời muôn. Khi nào mình đi luồn luồn gần á, còn này mình đi đường mòn mà. Ít ra đây. Mít chay. Cây này cây mít chay á nha. Mít chay là cây mít không có trái hay sao? Nghe lạ quá. Ở trong Nam này có lá hang không ta? Ở trong Nam mình có lá hang không anh? Ừ. Có luôn hả? Ngoài là sơn của anh. Vậy hả? Là ngứa lắm đúng không? Đúng, ngứa lắm. Anh cũng hay đi rừng mà. Ờ. Tay phải sẽ làm gì đấy hả? Không, không một đoạn nữa.
Trời ơi, thế là cũng dễ vào. Hả? Đây là điểm cuối. Đây là điểm cuối. Đây là điểm cuối. Những cái biển, đúng rồi, không có biển, mà nó chỉ có để rẽ đây là thì trạm kiểm lâm cái gì đấy. Đúng rồi đấy. Lên một tí nhỉ. Sao mặc cho Tấn tiếp ra cái chuyện này. Ở ngay đầu cũng chỉ đấy, không có phải bốn mà sao lâu thế. Giờ chỉ xuống dưới là kêu mấy đứa nó bằng gà nhậu thôi. Không có biển. Cứ xuống dưới làm hẳn cần lớp vụ là tỉnh liền. Nè 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 nè. Lao vô tỉnh. Lao vô tỉnh. Ok. Khỏe đấy. Nãy đấy. Hay thật. Đây là một sự trải nghiệm tiếp theo của mình cả nhà. Dạ em sinh năm 91, 33. Anh mùi luôn hả? À. Đúng rồi, tăng mùi. No no. Qua nó đâu đẹp đâu. À hả? Lắm tài nhiều tật. Này vẫn đêm nhìn này ngắt. Như bên chân.
đi qua đó có gì đâu chơi hôm nay. Đó nước khô queo. mới đi coi công trình hay sao anh? Đi coi công trình hay gì? Khỏi sát mỏ hả? Khỉ à? Đi khúc nào mà bị cướp cốp? Quán Sơn Tự hả? Giật đồ à? Thì vui đấy. Thì ta lấy máy ra bắt đầu quay xem có gì trong đó. Kỳ Nam anh ơi. Ê Kỳ Nam lại ghi khúc này về mấy tỷ đấy. Kỳ Nam. Yeah. Trầm Hương đấy. Mấy tỷ đấy. Trầm bầu. Do bầu. Cứ trong ngóng á mà. Mới ăn đậu dục cái túi họ lột cái quần dục luôn. Hiếu nó bị sót con heo gừng ra ngoài á. Tại hôm rồi á là anh canh bên bờ tên lửa nuôi heo.
xong rồi có một con heo nái gần đẻ rồi, đem qua đây cho Hiếu nó nuôi. Thế là nuôi sao sổng chuồng đi. Thì sổng chuồng thì nó cũng đâu có gì ăn, thì nó cũng phải về nó ăn. Mấy ông cô nội lính nó xua chó ra, hùa nhỏ bắt con heo lại. Heo chạy gần nữa. Xong bắt đầu heo nó lại, một hai ngày sau nó lại về nó ăn tiếp. Thì để cho nó ăn đi, đừng có hùa nó làm gì, thì nó cũng ở đây. Bắt chó ra hùa, giờ nó đi ra gần ở luôn. Con heo ba mấy ký. Ý thiệt. Thành ra hiện tại là hả? Thì mấy cha đã có nghĩ hùa chó ra là chụp đầu được nó mà. Mà đâu có dễ. Ừ. Có mấy con chó đó, xong rồi tính dí nhỏ. Đâu được, giờ sót ra ngoài gần ngõ gần á. Có khi nào anh em mình gặp kỳ tích không? Bắt được nó không? Bắt được nó không? Hello. Đây. Okay, man. Thank you very much. Nice to see you. Okay. Bye bye. See you again. Thank you. Okay. Đúng rồi đó. Của nó, của cho mình cách cho. Cho đi sẽ nhẹ mất. Thiết Mộc Lan hả nha. Huyết Vụ. Tên lạ quá. Bây giờ khi nào mà nghe tiếng chuồng tăng 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 là mới khỏe được. Nghe tiếng chuồng tăng 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 là khỏe liền. Này, xài bớt đi. Chị biết ngay. Hello các bạn. Thì bây giờ mình hồi nãy gọi là lội bộ chung tem. Giờ tem đi đường bên kia rồi. Mình đi đường bên đây. Mình chỉ đi có một mình thôi. Ở trong khu rừng về chiều.
lội bộ trong rừng. Lâu lắm mới có cảm giác này. Nãy thầy Diền tại là mình sẽ đi bộ về cả nhà. Đi đi. Đi xe về, nhưng mà thôi. Mình lại bộ xuống. Để tối nay mình còn xử lý công việc nữa. Lối ra của xe máy coi nha. Mà từ đây ra ngoài cũng còn xa lắm á, không gần đâu. Lội bộ đi xe máy là 15 phút nếu tính từ ở ngoài chỗ xe máy vô tới đây. Nhưng bây giờ hiện tại là mình sẽ lội bộ là hiện tại là mất khoảng 1 tiếng rưỡi mới ra tới ngoài cả nhà. Mấy cái ba lô mình để trong trạm mà hồi anh em mình trở về. Còn mình thì hiện tại là tiếng. Ui, lội bộ mấy cái số đường gần phê quá cả nhà. Bây giờ mình chạy qua quán đây cả nhà. Mình xử lý công việc quanh quán tiếp tục rồi.
mấy bữa nay chắc biển động lại sao cả nhà, gió quá, có thể là biển động lại, gió giả mà. Alo. À, cái chữ bia lưu côn đảo đó, cái chữ bia lưu côn đảo đó bây giờ hiện tại là mình có thể dán đề can lại, cắt cái cỡ phong tử y chang luôn, nhưng mà cắt đề can vàng được không, dán đè lên tại nó chìm quá. Ừ má, nó chìm nhiễm mà chết tôi. Lúc thiết kế mà lên hình ảnh mình đâu biết cho thấy nó đẹp, mà lúc mà mới dán lên thấy nó tối hụ chữ bia lưu côn đảo. Bây giờ hiện tại là cắt đề can, là dạng đề can vàng á, mà ấy mà tiệm của ông ở đâu vậy, tôi chạy lại tôi lựa được không? Để hỏi anh chàng, để hỏi anh chàng chỉ lại, tôi chạy lại cái nói tôi chia sẻ dòng ha. Ok. Ê quán, cái tiệm ở đâu vậy, để chạy đặng xử lý. Tiệm ổng ở đâu vậy, ổng kêu chạy chỉ mà chỉ đồng vòng không biết, bà biết ở đâu không? Không, tôi không biết tiệm ở đâu, tiệm nó nằm trong hẻm trong hốc, tiệm nó lửa đường vậy luôn. Tiệm nó nằm gần chỗ ông ở á. Dạ. Chút xíu đặt con bàn nha, tôi có khách á. Mà, alo. Bốn người. Mà bây giờ anh em gửi định vị qua đi. Chứ giờ ông bả cũng không biết nữa. Ừ ok, gửi anh vị qua tôi nhé. Cái này chuyện nhỏ để anh xử lý cho cưng à, không có gì hết trơn á. Ôi trời, đường xanh đỏ thiệt tình. Vậy là tới đường này, đi ngang bờ hồ luôn. Ngang bờ hồ. Xong rồi, sao lại sao mình không tính là cái màu xanh lá với màu xanh dương nó sẽ bị chìm ta, tức ghê á. Đó là sai sót của mình cả nhà, các bạn hiểu của mình làm bị tiệp màu, giờ bắt buộc là mình phải xử lý phương án khác. Đó là không phải là do chất liệu mình, mà là do màu của mình, thiết kế nó bị tiệp màu. Cái đó phải mình đánh được đường viền nữa ha, đường viền chỉ ở ngoài nữa là đó quá tuyệt vời. Đường viền chỉ ở ngoài của chữ bia lưu côn đảo nó thì ngon. À, nó quẹo đó đó. Cửa hàng bóng đầu trời.
tàu đâu anh. Nhiệt tình báo thật. Phải thiết kế, phải in thảo, nói mình tiếng nè. Chết thiệt. Ủa anh còn đâu anh? Anh đi rước con bé. Đây đây đây. Bây giờ tình hình là nó bị đây cái bảng hiệu nó bị chết như thế này nè. Đây lúc mình in ra đúng không, lúc có thiết kế mấy anh em thiết kế nó không để ý để chữ bia lưu côn đảo cái màu xanh nó tẹp với màu xanh ra trời. Thành ra bây giờ hiện tại là mình sẽ lấy kích thở y chang cái chữ đó luôn, mình sẽ cắt đề can, đề can can gì ta, đề can gì anh em thấy hợp lý để mình thối màu để mình dán chồng lên cái chữ đó đó. Đâu rồi ta, cái đó cái file thiết kế mình gửi ở đâu rồi ta? Đây đúng rồi, đây bây giờ muốn đổi màu nào, bây giờ mình sẽ dán, mình sẽ dán chồng cái màu để coi phong thủy mình đang là cái gì đây ta. Xanh da trời, xanh da trời, xanh nước biển, đợi xíu coi cái logo cái không, ý là anh muốn cắt cái gì dán lên đây. Đề can cắt chữ à? Ừ, đề can cắt xin xi uống theo chữ, nhưng mà cái chữ nó sẽ nhỏ hơn thằng này để cho nó dán nó lọt lòng ở trong nè, hiểu không? Đề can của mình hiện tại là có đề can dạng anh nghĩ là cái đề can dạng nữa trời mưa nắng xuống là nó sẽ bị lọt ra, tại móc hả? Móc như cái đây thực tế luôn, mới bị vừa rồi mình nó là cái bản của Vinaphone đó. Là tụi em cái bản Vinaphone tụi em mới lắp đó là in bạc rồi, dán đề can xịn lên vài bữa là nó chóc ra trên, không giờ sửa chống mặt với nó được mà chết. Vậy bây giờ hiện tại là mình in hamlet xong mình cắt chữ hamlet xong rồi mình dán chồng lên, dán cảm sắc được ta. Vậy nhìn, ai coi nhìn kỳ đúng không? Mà, đúng không, đúng rồi, lúc mình ra thi công thì nó sẽ khác nữa, nó không có giống hoàn toàn, trừ khi là những cái hệ màu của nó như màu vàng màu đỏ ok thì cái đó là nó đúng với anh. Còn thứ màu màu xanh này lai lai như cái hình kia là nó khó chịu lắm, nó giống thì nó giống phần nào thôi, nó vẫn giống nhưng mà ra với cái thực tế mà mình lắp cái chỗ vị trí nào á thì nó sẽ khác hơn nữa, nghĩa là in lại tấm này thì nó sẽ coi được hơn á, đẹp hơn. Chứ anh dán đề can vài bữa, một là nó chóc, hai á là nó nhìn dán tới dán lui thì nhìn nó kỳ lắm, với lại tấm này nó cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Ừ, vực vực bỏ đi, để coi nè, thì để coi thiết kế để giờ để như vậy cái cảnh này nè thì nó được đó, nó sáng rõ, nhìn nó rõ, nó thực tế, nó
Không bể, không bể đúng không? Không bể, bể nó cũng có bể nhưng mà ít thôi. Ủa sao không nói nẹp nhôm ngoài rồi, sao chưa thấy nẹp nhôm ta? Biết sao không? Bộ hỏng thiết kế đây nè, đây 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 đây. Bộ hỏng thiết kế là hiện tại là đưa cái nó sát pin quá, coi kỳ lắm. À, nó sát pin coi kỳ hả? Đúng rồi, bởi vì em mới đưa pin ra đó. Ờ. Em mới tắt cái pin ra. Vậy cái mình... này nếu anh thiết kế lại thì anh đổi cái dĩa của nó lại, căn chỉnh cái dĩa sao để nó nằm hợp cũng hợp lý trong cái phạm vi của cái tấm bạc này nè. Tại bữa em thấy nó sát quá, nếu mà sát quá mà cắt pin lại bắn thì kỳ lắm. Em lấy sửa lại là cho nó cắt như cái khoảng, có khoảng cho nó từ cái pin nó vô có khoảng 4-5 phân. Ok, vậy bỏ đi để tôi lấy hình khác, lấy hình này kỳ quá, nó cắt trên dưới kỳ quá, để lấy hình khác. Cái ấy gửi lại cho em rồi em xin thử làm cho. Rồi. Không, in lại thì nó, em thấy nó bảo lãnh nó sẽ đẹp hơn. Ừ, chốt vậy đi, in lại đi. Cái dán lên nhìn nó kỳ mà nó dễ chóc đúng không? Nó bong bong bong. Đâu để em chỉ cho anh. Nè, bên đây chỉ cho cái bàn dán nè. Nó kỳ lắm. Nè, lấy miếng bạc lớn nè. Thấy hiện tại là nhiều cái lắm rồi, có giờ anh em mình tương tác với nhau. Thì cái mà em coi hợp lý thì em chỉnh sửa lại. Ừ. Không hợp lý thì em sẽ báo lại. Ok. Thôi để về để thiết kế file lại gửi cho anh em ha. Dạ. Ok. Tấm đó anh lại nó có nhiều ừ, nó ừ. Dán lại nhìn nó cộng cộng nó. Ừ. Ok anh em. Đã mình không có căng như khung sẵn rồi. Ừ. Cảm ơn em nha. Dạ. Ừ. Đó là cái thực tế cho anh thấy luôn á. Đúng rồi. Với lại mấy cái bản Vinaphone đang dán decal ngoài là bên rồi chấm 5.2 lại là đứng dưới không thấy. Dạ yeah, hả? Nếu đứng gần lại nó nhìn nó nổ nổ. Nổ ha, cháy ha. Cháy nóng. Ờ. Cái đó là mình bên bộ phận thi công của mình là sai cả nhà. Cái đó là mình phải mình bắt buộc mình chịu luôn, dù cho là bên chủ Trang có đồng ý là hiện tại là Trang chịu khoản chi phí đó mình cũng không đồng ý cả nhà. Chung là khi mình nhận công trình mình làm mà cảm thấy không ưng ý là cái đó là trách nhiệm của mình cả nhà, bỏ là mình phải cái đó mình thi công lại. Ok thôi về nhà, thôi về nhà để chuẩn bị đồ đạc này nữa chứ hồi ra tiếp khách nữa. Thiết kế lại cho mấy anh em phụ trách thiết kế lại, hỗ trợ lại làm màu đó sai lầm sai sót. Màu nó chìm quá, xanh lá cây xanh dương, đúng là phong thủy, họ phong thủy thiệt á, làm theo phong thủy nhưng mà cái là nó không được cả nha. Nó hợp với phong thủy gia chủ nhưng mà cái là nó ngược lại, nó không có thích hợp, không có hợp trong cái vấn đề màu sắc. Tương nó bị chìm màu. Xử lý lại. Đây đây. Ok cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hiện tại bây giờ mình lại lên trên quán mình gặp đối tác đây cả nhà, gặp khách hàng chứ không phải là đối tác, gặp khách hàng. Gặp khách hàng hôm nay mình đi ở Hà Kiếm Long mình gặp đó nha.
Thôi chị. Hello. Đúng giờ phết nhỉ. Hello, trễ, đợi trễ quá đúng không? Đúng giờ đấy. Mâm mâm gì nè? Chiều nay em đi ra là bị làm được à? Em đi trong đó em nhìn thấy ghê quá. Xong cái đoạn tại là em... bên kia là nó kiểu như vậy luôn nè. Nó kiểu như vậy nè, mình đi là mình thấy giống mình dựng ngược lại á. Cái mũi cái giò mình thấy ngược lại khủng khiếp. Em biết rồi. Hay là mình nhìn trước đấy. Chị đi đường này xong rồi về sau chị cũng nói nhiều quá. Anh lại cười đi. Đi thế nào lại nhìn thấy cái gì không nào cũng đi được. Ma trên này. Ma thu là chơi anh đi á. Toàn luôn. Đi. Không, bỏ đi. Ồ. Chiêu. Không, thiệt luôn là hiện tại là hồi nãy tưởng tượng ra dữ lắm luôn á. Tưởng tượng ra nào là bờ kè, tưởng tượng đâu rồi. Anh nói ghê nhá, anh mà trách phát nữa, chú không tìm nó. Tổng anh công rồi. Em mà xuống hồ, xuống biển, xuống đấy là gì? Ở đông thì anh nói nói được ghi thì trách phát nữa, im luôn. Chiêu. Tao là bông sen đã thầy chùa đấy. Bông sen thủy bông nè 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 tôi tức nè, bông sen là chỉ có hồ ngoài kia là mới đào bậc tam cấp đồ thầy chùa rồi đấy. Dạ em nghe rất nhiều người gợi ý cho em mà em không biết đông cũng gợi ý rồi à. Quả đông quả ừ đi thẳng lên giữa trái à các bạn à nghe nhí ơi nghe Côn đảo lũ mẹ Côn đảo là Côn đảo Phú Quốc con mẹ gì mà điên như vậy mày ngáo hả ai biết đau vậy con ngày mai Sài Gòn gạch chạy qua tao nhậu chơi. Ok ngày mai tao về Sài Gòn, ngày mai tao đi họp báo, tao về. Vậy thôi nhé, thế thôi nhé, mai gặp nha. Nhưng mà em phải dẫn CD nhiều thế. Chỉnh đốn lại đồng chí này. Chỗ. Không, đồng chí này hiện tại rất tức là tại sao hồi nãy nói là hồ sen là mình đã biết rồi là chỉ có là hiện tại là ngay cái gì. lỡ tay, không, cái này, đồng cái này lỡ tay mà cầm của em Di một cái em Di la làng luôn. Này cầm của em Di một cái là em Di la làng luôn, cưng ghê. Anh đã cô làm nhiều mà anh biết rất là nhiều luôn. Năm đây lâu thì đã quay trở lại, biết nhiều mà tuyệt vời. Chuyến sau ra thì hiện tại là anh em chúng ta sẽ kết hợp nha. Anh đi liệu thường thường anh hai vợ chồng thôi hoặc là được chưa đi đông và mấy người đi tập trung người anh em đi nhiều người rất thích đi của anh sinh nhật có tình anh có tình. Thế mới là sếp hơi cầu quả mọi thứ nó cứ chỉ chu ấy mấy chân chu anh đi và anh em không vừa ý nào. Anh thì từ già trẻ không ai dám nói, chưa nghe nói. Nhưng mà đấy là quan điểm chung. Vui vẻ thì giống nhau hết. Chứ nghe thoải mái mà không phân biệt đâu. Em nghe. Mình quan cách làm gì người ta cũng giống mình hết. Anh ở đâu rồi được? Từ ngày xưa đi làm ấy, ngủ rừng. Ông đồng này chỉ chắn phết cứ tìm thôi không có gợi ý nữa. Do là Gin là tôi không biết
Không biết thiệt. Anh biết ngay. Chịu. Ba ly vô lên rồi ngách luôn. Uống cà tô. Em nghe. Chỗ đấy nó dạ. Nó là một điểm check in cũng là có vị trí ở thôn đảo ấy nhỉ. Dạ. Nó có đẹp mà qua cái chuông mang bên đây trái luôn. Chỗ đấy view đẹp mà. Nhận cái thứ hai mình xuống. Tuấn Minh cũng phải. Đây. Này Tuấn Minh một. Ở đây, Tuấn Linh 2 đúng không? Tuấn Linh 2 đúng rồi. À, Tuấn Linh 2 hôm qua. Hôm qua anh hát đi. Ở phòng mình nó hay hơn, hôm qua Tuấn Linh 2 á. Okay. Hay hơn đúng không? Sáng bên này nó hay hơn. Ở đây nè chị, cũng là 1 luôn. Qua là hiện tại là em, đó, Hiếu là hiện tại là chia tay, hiện tại là thằng Khánh. Là bên chỗ chạm của mình. À, không, nhưng mà thật sự là chỗ đó hiện tại là rất là lý thú. Em cũng đang đặt cái niềm tin đó rất là lớn đó. Anh thấy em nên đầu tư vào cái trạm biến cũ ấy. Đấy. Do một chút rồi đấy sửa sang cơ sở hạ tầng. Nó để không đáng bao nhiêu cả. Tạo một chỗ view ở dưới. Và cái bãi biển thì kia mình làm view ra mình không ảnh hưởng gì đến rừng tự nhiên. Đúng rồi. Đấy, anh nói em là bây giờ anh xin mỏ rừng tự nhiên và xin thủ tướng chính phủ rừng đặc dụng hay là rừng cây là phải có chế độ chuyển đổi mục đích sử dụng đúng không? Mà rừng tự nhiên là đi thủ tướng cũng đấy thôi loại anh em mình không thể làm được cái điều đấy làm để mất rất nhiều thời gian đúng rồi tốt nhất không vi phạm em xử lý ngay cái khu kia là cái chỗ cầu tàu làm mấy cái khu xây ngay cầu tàu đang xuống nha cầu tàu hiện đang rất là xuống nha thật sự là nó đó xung quanh đấy rất là nhiều anh em mình nó kiếm tiền rất là nhiều luôn thật sự mà nói anh thấy tôi kiếm được tiền ừ, không đó là bây giờ chỉ vài khách tây ơi. Việt kiều biển tụi nó vô rất là đông nhất là tại biển động này nếu mà chiều sâu anh em tôi thế chỗ đó là như thế tụi nó nghèo tụi tôi tổng doanh thu hiện tại trong vòng không có đầy đủ đợt đọc báo này là hơn 4.5 tỷ trong cái đợt này một đêm rồi chị sang trong rồi như thế là sử dụng